đâu có nào dính chị. Con kia là cái con bị viêm, em nhìn thấy nó ra dịch mủ vàng thì biết con này còn bị viêm. Thế còn con nào nữa? Hai con này thì không thấy động được lại. Đây con của nó đây. Con này to đây, con này là con lứa đầu mà. Vâng. Đây thì... còn con này là con của con kia. Đường vào đâu chị? Đây. Chèo được. Điền kia qua đít nó đá này. Đá, người lạ nó đá không chứ? Có chị ạ. Không, thực ra là bò chưa đá ai cả, chỉ em là người đầu tiên thôi. Ở bên thú y mà, ở bên đấy mà không... Con này bị viêm này. Quảng cáo rồi, để cho những chân nuôi để biết. Vâng. Ông nhỏ thằng con cha thì bọn cháu vẫn quảng cáo đấy bà. Ừ, thế, thế. Hôm nay nhà mình tiếp cận được dịch vụ của cháu. Ừ, hôm qua thằng con nó cái điện về nó cái cậu vợ nó là anh trai ở trên mạng giới thiệu mọi người nhé. Con thì viêm tử cung sau sinh. Thì con này thấy chị chủ nhà nói là nó cũng sinh được 4 tháng rồi. Nhưng mà nó bị viêm tử cung. Thì cũng đã viêm tử cung thì bắt buộc là có đòi giống động lực trở lại thì cũng không đánh được giống. Thì bắt buộc là phải, con này nó phải, đẻ... phải điều trị. Con này đẻ sau cúm, con này chỉ được con vào 4 tháng thôi. 4 tháng gì? Bao nhiêu con này động được 2 lần thì nó 2 tháng nó đã động được. Vậy là sau khi nó đẻ mà nó động dục ấy, thì mình càng nó mà bị viêm mình không thể bắn tinh hay phối giống được. Càng làm lại càng viêm thôi. Phải điều trị trước. Em biết nó ấy rồi, em có lấy đâu. Còn hai con kia là đẻ được 6 7 tháng rồi chứ. Một con đẻ từ tháng 5, một con đẻ tháng 6. Thế là sau khi đẻ gọi nửa năm rồi, cứ tính là nửa năm rồi không động dục. Với cái phương hướng điều trị này thì thực ra con bò này của chị là cũng không viêm nặng lắm đâu. Vì em thấy nó ra động dục nhưng mà cái dịch nó ra nó vẫn trong. Trong. Trong mà vẫn keo dài nhưng nó đến lúc mà kết thúc thì nó lại ra một ít mủ vàng. Mủ vàng. Vâng. Thực ra trong là cái con... đến lúc cái thời gian động dục thì lại dịch nó vẫn trong bình thường. Sau một thời gian động dục thì ra màu vàng. Và màu vàng. Rồi, thế mình vào nhà. Bên trong nhìn cái con bê cái con bò mẹ nó không làm sao đâu. Bây giờ chị ví dụ chị muốn cho lên đi trở lại, chị cần kích cái vitamin AD ở trong người nó lên thôi. Nhá. Còn cái con bò bê cái tiêm không? Không, em cho thuốc ăn. Con đấy cuối cùng một con ơi, con trắng cái nó để nước trước thì 2 tháng nó đã được dùng lại rồi, chứ không phải đâu thì em không thấy hiện tượng gì là nó không phải nó cũng hiện tượng đâu mà là nó đi tơ nhưng mà nó ở thể ẩn. Có những con nó kiểu như lứa đầu tiên thì rất rõ ràng như các lứa sau thì nó ở thể ẩn, nó quen với chị. Nhưng mà ở cái thể ẩn đấy bình thường như nó có da dịch không? Da dịch thì em biết chứ. Cũng có, nhưng mà có khi nó ra rất ít hoặc là nó đang nuôi con ấy thì nó ra cái con mê con nó nếm nó ăn hết. Mình không để ý được. Đấy, chứ cái là nó đang nuôi con. Nên nhiều con là khi mẹ bò mẹ ra dịch ấy là bò con ăn mê con là nếm hết. Là một, thứ hai là nó ra thì nó ra rất ít. Đấy, nên là không để ý. Bình thường những con trước thì nó cũng da dịch là mình biết thôi, nhưng còn nó không da dịch thì khó lắm, chịu chết. Có những con bò mà đẻ xong lứa đầu tiên, lứa hai là nó không có biểu hiện rõ ràng. Đấy là đến 6 tháng, đẻ đến 6 đến 8 tháng vẫn chẳng thấy gì, nhưng thực ra là nó lại đang mang thai lần nữa. Quế là đi thả mà có bò được ấy, nó tự nó nhảy, xong lại có thả bò đàn, dịch nó ra liếm hết, xong bò được nó nhảy, nó bảo không hay. Thế là gia đình là về là bò trở lại 6 8 tháng vẫn chưa tưởng là không có trưởng và chưa động dục. Đấy, nhưng còn hai con nhà mình nó em theo nghĩ trong trường hợp đấy đâu. Bởi vì là nếu mà can thiệp bằng thủ thuật này cũng được. Thế nhưng mà nó tốn kém, nó sẽ rơi tầm khoảng 2.8-3.5 triệu một con. Thì mà cái xác suất của nó rơi tầm khoảng 80%. Như thế thì cũng rất là phức tạp. Mà thời gian nó lâu chị ạ. Thứ hai là cái con bò bị viêm ấy, con bò bị viêm ấy thì hôm qua em cứ tưởng là nó bị nặng cơ. Thì em mới nhờ chị đun nước chè với lại các cái đồ gồng tiếp. Vâng. Thế là bây giờ em lên thì em thấy nó cũng không đáng ngại. Thì xong mình cứ theo dõi nó. Lần sau tiêm xong phát này, tiêm xong 3 mũi này mà nó động dục thì chị cứ đánh. Đánh
cái luôn. Vâng. Nếu mà con này đủ thì chắc chỉ một chục ngày nữa là được. Vâng. Vâng. Xem nào. Ở trên này chị bắn tinh hay là... Em bắn tinh. Bắn tinh. Được. Nếu mà chị, em tiêm xong mà nó động dục trở lại mà chị cứ gọi Huy vào. Nếu họ mà cảm thấy bắn được thì họ bắn nhé. Còn không thì chị điện cho em. Thì tiếp tục điều chỉnh lại cái phác đồ cho làm sao hoàn hảo nhất. Bởi vì là có những con thì chỉ Huy tiêm Huy xong ở đây em nói thật mà Huy cứ mình động dục thì cứ đến động dục là người ta đến người ta bắn tinh thôi. Vâng. Chứ còn người ta sờ người ta không biết là cái đồ không biết là con này lấy được không hay là không lấy được thì người ta lại không bảo. Thế ra mình chỉ gọi người ta là động dục thì người ta đến người ta bắn thôi. Vâng, lại cứ để bắn. Vâng, thế vâng. Còn người ta không, người ta xác định vào trong người ta cũng không bảo mình là con này có thể là không lấy được hay là như nào thì người ta cũng không bảo. Trừ khi mà trường hợp mà bảo là sợ thấy thai to quá rồi thì bảo là con này có chữa rồi không lấy được thôi, chứ còn Thú Y thì nó ít va chạm bởi vì cái vùng này ít nuôi bò mà. Thế còn cái chị à, con nào là trong ba con là con nào chị bảo bị nấm lưng, bị nấm da? À, có con B anh, em phải thả ngoài bãi rồi tí anh ra anh xem em. Con B. Con B được mấy tháng? Con B đấy thì em là mới bắt ở lọ bên trại về. Nhưng mà lúc đấy thì nó xác định là khỏe nhưng về đến đây thì thấy nó lỡ ra.